Vâng, kính chào các bác và quý anh chị đã quay trở lại với kênh Dân Trịnh ạ, chuyên hàng Nhật Mỹ Đức ạ. Hôm nay em xin các bác lướt qua video thì em xin một like và một đăng ký kênh ạ, để em có thêm động lực để ra nhiều video phục vụ các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác mẫu sản phẩm mới bên em, đó là mẫu bấm móng tay ạ, của Đức ạ. Đấy. Đây ạ, bấm móng tay ạ, thương hiệu Weeding ạ. Đấy, bộ ba em ạ, dễ thương ạ, nhỏ nhắn và xinh xinh ạ. Đấy, ba em bấm móng tay này ạ. Đây ạ, bấm móng tay này có thể bấm cho cả gia đình các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi ạ. Đấy. Đấy, rất là xịn sò các bác nhé. Này, ở đây là phần này là phần mình bấm móng tay xong mình rũa này. Đấy, cái này chúng mình cắt bấm này. Đấy, cầm rất là nhẹ nhàng và chắc chắn các bác nhé. Đấy, rất là nhỏ gọn chắc chắn và dễ thương. Đấy, đây là em ở giữa, em to nhất cho nên em bé hơn ạ, em này nhẹ nhỡ. Đấy, em này chuyên là cắt tỉa móng chân này các thứ. Đấy, rất là xịn sò các bác nhé. Đấy, đấy, đây cái này đỡ, để đỡ cho móng đã bay ra này. Đấy, nó rất là hiện đại đấy. Đấy. Đấy, em này có vát chéo này. Đấy, nó rất là nhiều kiểu luôn các bác. Đấy, mẫu mã thì nhỏ nhắn rất xinh xinh. Đấy, thương hiệu thì của Weeling của Đức ạ. Đấy, mẫu này là đây, đây em đặt ba em mẫu này lên đây luôn. Đấy, em này cũng bằng này. Đấy, em này cắt cho trẻ em này. Đấy, cả gia đình cùng dùng. Đấy, vỏ hộp thì để đựng thì rất là gọi là dễ thương luôn ạ. Đấy, các bác chụp lại màn hình giúp em ạ. Các bác đặt hàng liên hệ em ạ, Dân Trịnh ạ, 0982 ạ, 834 ạ, 004 ạ. Đấy, còn bên em là bán lẻ từng cái một thôi nhé. Đấy, từng em một lẻ này. Đấy. Đấy, em này cũng thế này. Đấy, em này cũng lẻ này. Đấy, cũng từng con một này. Đấy, rất nhiều nhé các bác nhé. Lẻ này thì là 110k nhé, 110k một cái nhé. Đấy, còn bộ này là 250k, bộ này là 250k một cái, một bộ. Đấy, một bộ này của nó đấy, xịn sò. Đấy, đấy, đóng lại, nhìn ạ, rất là ok ạ. 250.000 đồng các bác nhé, 250.000 đồng em này. Đấy, em mở ra này, vỏ này. Đấy, thấy chưa? Đấy, 250.000 đồng bộ này nhé bác nhé, 250.000 đồng, còn lẻ là 110.000 ạ. Đấy, rất là xịn sò luôn ạ. Đấy, các bác đặt hàng liên hệ với em ạ, Dân Trịnh ạ, 0982 ạ, 834 ạ, 004 ạ. Vâng, cảm ơn các bác đã xem video của em ạ, hẹn các bác ở video khác ạ. Xin chào các bác ạ.